Thì chúng ta muốn lấy đường link để đăng ký thì chúng ta vui lòng vào website. Website có tên là johnnythong.money. Anh chị vào đó, sau đó anh chị vào blog, anh chị kéo xuống bên dưới và nó có cái chỗ hướng dẫn đây, hướng dẫn đầu tư dự án crypto, và anh chị bấm vào xem tiếp. Trong cái dự án crypto này thì anh chị đọc sơ qua về dự án này. Đây là dự án pre-ICO, tức là trước khi lên sàn người ta bán trước một cái phần pre-ICO trước khi ICO. Đó. Thì hiện nay thì giá 1 đô là khoảng 167 đồng. Nếu nó lên thành công 1 đô thì chúng ta sẽ có 167 đô. Và chúng ta đầu tư 100 đô, chúng ta sẽ có khoảng gần 20.000 đô. Và điều này xảy ra trước đây chưa? Rất nhiều lần rồi. Bitcoin tăng từ 0,1 đô đến bây giờ là gần 5.000. ETH tăng từ 0,6 đô cho đến bây giờ là 360 đô. Dashcoin hay là Bitconnect đều như vậy. Hoặc là Redcoin. Thì anh chị thấy là mới đầu nó 0,8 và bây giờ nó đã ICO lên mười mấy đô rồi. Đấy, thì dự án crypto này là một dự án đồng coin trong quá trình ICO của tập đoàn Vision. Tập đoàn này có 54.000 thành viên. Đó là lý do tại sao mà anh chị nên đầu tư vào những cái tập đoàn lớn này, bởi vì có số lượng người đang tham gia rất là lớn và có khả năng trong tương lai đồng coin này giá rất tốt. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị đăng ký một tài khoản nhé. Rồi anh chị kéo xuống đây, cái chỗ mà màu xanh xanh đây, anh chị click vào. Ok. Tôi sẽ thoát ra, tôi sẽ bấm lại. Đây, anh chị click vào cái đường link trên cái hệ thống đó. Ok, đến đây anh chị đăng ký vào nha. Ví dụ tôi là Johnny Thong, email là thongvo.vn@gmail.com. Bắt cuộc anh chị đặt cái gì đó tùy các anh chị. Sau khi anh chị đồng ký thông tin như vậy xong, anh chị bấm chữ Pre-account. Thì sau đó nó hiện ra một cái bảng, đây là cái bảng hợp đồng online, anh chị đọc sơ bộ, mà cách tốt nhất là không đọc, bởi vì sao, nó quá dài. Chúng ta kéo xuống bên dưới, chúng ta tích vào. Anh chị confirm. Rồi, thì nó sẽ hiện vào email này. Ok, thì tôi sẽ mở email của tôi để xem thử nó gửi vào chưa. Tôi thấy rồi. Đây. Thì tôi sẽ click vào cái đường link này để active tài khoản. Và sau khi active xong thành công thì nó hiện ra như thế này. Và anh chị login vào. Ok. Lúc nãy tôi lưu cho nên tôi sẽ không phải đánh. Tôi login vào. Và sau khi login vào thì anh chị bấm cái số điện thoại của mình. Anh chị bấm vào. Sau đó anh chị điền cái số mà anh chị được cái check code, được không? Sau đó anh chị bấm check code thành công. Ok. Thì sau khi thành công xong thì anh chị thấy là rất là đơn giản. Sau khi vào login thành công xong thì anh chị đã chính thức có tài khoản để đầu tư vào dự án ICO rồi đó, đúng không? Thì lúc đó cái hệ thống nó hiện ra như vậy này. thì anh chị bấm vào confirm. Còn những cái ai đăng ký bằng đường link của tôi thì anh chị bấm tích vào đây, sau đó confirm là xong. Còn nếu anh chị không lên trực tiếp từ trang tổng thì anh chị vui lòng muốn làm việc với nhóm của tôi thì anh chị bấm cái mã số kích hoạt ở đây. Và chúc mừng các bạn đã có một cái tài khoản của crypto để trong tương lai tháng 10 này nó ICO vào tháng 11 thì anh chị có cơ hội nhân 100 lần tài khoản và giá rất là rẻ. Đó. Và anh chị thấy không? Đây là cái bảng tổng quan dashboard của dự án. Anh chị đã đăng ký xong. Và đến đây, tiếp theo cái phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các anh chị mở một cái ví Rimitano để mua Bitcoin. Sau đó từ Bitcoin mình chuyển coin lên crypto và sau đó hệ thống sẽ tự động convert các anh chị qua cái đồng crypto này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.